và các bạn, những hình ảnh mà quý vị và các bạn đang được theo dõi trực tiếp được phát sóng đồng thời ở hơn 130 quốc gia trên toàn thế giới. Những người hâm mộ bóng đá ở khắp toàn cầu dường như đã phải chờ đợi trận đấu này có lẽ là quá lâu rồi. Một cuộc đối đầu mà theo cá nhân tôi nó hội tụ tất cả những gì hấp dẫn nhất của bóng đá, từ chất lượng chuyên môn, sự căng thẳng kịch tính cho đến những duyên nợ mà hai đội đã có với nhau trong suốt thời gian vừa qua. Lại một lần nữa xin chào các bạn, chúng tôi rất vui mừng được gặp lại các bạn. Cảm ơn anh và đây. Những hình ảnh mà quý vị và các bạn đang được theo dõi trực tiếp được phát sóng đồng thời ở hơn 130 quốc gia trên toàn thế giới. Những người hâm mộ bóng đá ở khắp toàn cầu dường như đã phải chờ đợi trận đấu này có lẽ là quá. Khán giả truyền hình thân mến, trước mắt chúng ta đang là những hình ảnh đầu tiên của trận đấu có thể nói là đáng chú ý nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Cuộc đọ sức mà chỉ trong ít ngày vừa qua thôi, nó đã tiêu tốn cả báo chí và giới truyền thông. Âm thanh sống động, hình ảnh nhiều màu sắc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của kênh thể thao VTC3. Trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi cuộc đọ sức rất nổi tiếng. Trước khi đến với cuộc so tài này, chúng ta sẽ cùng đến với lễ chào cờ của hai đội. Thời tiết trên sân vào lúc này là khá lý tưởng, nhiệt độ là 18 độ C và độ ẩm là 78%.